Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là đường Tân Hiệp 50 này, thuộc xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương anh chị ha. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất khá là đẹp anh chị ha, đẹp vuông vức anh chị ha, hai mặt đường. Cái mặt này của nó thì được 300m, 300m anh chị ha. Rồi còn cái mặt đường Tân Hiệp 50 này này, cái mặt này này, nó được là 230m, 230 anh chị ha. Xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, diện tích là 7 mẫu 2. SKC nhà ông này thì ông lên là cứ mỗi một mẫu là ông lên 2000 SKC, 7 mẫu cộng lại với nhau, 7 mẫu 2 thì cộng lại với nhau thì nó lên được khoảng 1400 SKC, 2714 mà anh chị ha. Đó. Đó, 7 mẫu 2. Bây giờ tôi cùng anh chị chạy một vòng anh chị nhé. Một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Cái miếng đất này là thuộc đường Tân Hiệp 50 này, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, diện tích là 72.000 m2, 7 mẫu 2 anh chị ha. Mặt đường mặt bên này được 250m, mặt này được khoảng 300m anh chị nhá. Đó, còn đi thẳng ra đây, DH508, DH507 thì đâu đó khoảng từ 1,5 đến 2 cây số anh chị nhá. Rồi bây giờ mình cùng anh chị đi một vòng anh chị nhá. Đó, thì anh chị nào đang tìm mua cho mình, cho công ty, cho doanh nghiệp của mình một quỹ đất ở tại Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương mà có SKC sẵn, mà khoảng diện tích khoảng 7-8 mẫu thì đây là một sự lựa chọn anh chị ha. Và nhiều mặt đường nhé. Đất này thì quá trời mặt đường, rất là nhiều mặt đường, 300m mặt này, 250m mặt này anh chị ha. Đó, rồi, giờ đi. Đây nhá, ô tô, xe tải, container các loại vào đến tận đất luôn. Đó. Đây này. Ở trên đất thì người ta trồng cao su, toàn bộ là cao su anh chị ha. Cứ mỗi một mẫu là ông lên được 2000 SKC, 2000 SKC cộng lại với nhau 7 mẫu 2 thì được 14.400. 14.400 mình tính 14.000 thôi. 14.000 SKC. Cái này thì anh chị mà có quan tâm đến cái miếng đất này thì mình gửi thông tin quy hoạch với lại sổ đỏ cho anh chị xem anh chị ha. Đó. Đối diện của cái miếng 7 mẫu 2 này thì là một cái trang trại trái cây này. Đó. Đó. Khá là đẹp, rất khá là vuông vức nhá. Sau này nó có một cái trang trại gì, trang trại hay cái công ty gì đó. Đó. Ở đây có trang trại chăn nuôi, sát cái trang trại chăn nuôi này chị. Đó, bên này nó có một cái khoảng đất trống này, không biết nó có hiển thị đường hay không anh chị ha. Đó, hình như cái này nó không hiển thị đường đâu, nó chỉ hiển thị cái mặt này và mặt bên kia thôi anh chị nhá. Rồi bây giờ mình quay lại. Trang trại này chạy heo lạnh thì phải. Đây. Đó. Công nghệ cao. Đó. 300m mặt đường này, 250m mặt đường bên kia. Đất này thì SKC SKC là tôi thấy là người ta phủ là màu SKC là hết đất luôn anh chị ha. Còn ông này thì ông lên SKC là được 1400, nghĩa là mỗi mẫu là người ta lên 2000, 14.000, tổng diện tích là 14.000 SKC người ta đã lên. Đó. Người ta phân bổ ra là cứ mỗi một mẫu là người ta lên 2000. Đó. Tôi chia sẻ chi tiết như vậy để cho anh chị nắm được. Rồi bây giờ mình đi mặt này, đi mặt mà đường Tân Hiệp 50 này. Đó. Đó. Đường này ra đường nhựa này, DH507, 508 này. Đó, bây giờ mình đi cái mặt 250m này. Mặt này được 250m mặt đường nhé. Đó. Đất bằng khoảng không chị, xuyên sang cái trang trại chăn nuôi bên kia luôn kìa. Đó, anh chị thấy không? Đó, anh chị nhá. Đó, mặt này được 250m, 230 luôn anh chị ạ. 235 luôn đấy. Nhưng mình nói con số tròn thôi. Đó. Rồi đến đây. Đất này của họ có một sổ thôi. Đó, đến đây thôi này. Đó, đến đây thôi này, anh chị nhìn này, cái cột bê tông này, cái cột bê tông này anh chị, đó, cột bê tông này, đó, chiếu sang cột bê tông kia này, tôi phóng zoom lớn lên nhá, đó, anh chị nhìn anh thấy cột bê tông kia không? Đó, rồi nó xéo qua cái vườn cao su già bên kia, nghĩa là cái ông hàng xóm bên này ông có một cái chòm cao su non sát cái miếng 7 mẫu 2 này, còn bên kia là cái trang trại của người ta, đó, quay lại đây, Rồi, tôi quay xe 7 mẫu 2 cứ mỗi một mẫu là ông này ông lên 2.000 SKC cho một mẫu đó, cộng vào 7 mẫu 7 mẫu 2 đi, mình cho 7 mẫu đi, là 2714, nghĩa là lên được 14.000 SKC, thuộc xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Hai mặt đường, mặt tôi đang đứng ở đây được 230 m, mặt ở đầu đường lúc đầu video tôi quay sang cái phía trang trại heo bên đó thì là nó rơi vào là khoảng 300 m. Giá bán ở đây thì ông bán là 16 tỷ một hecta, 16 tỷ một hecta anh chị ha. Thì anh chị nào, công ty doanh nghiệp nào đang cần tìm một cái quỹ đất mà trên dưới 7 hecta như thế này để đặt một cái nhà máy, hoặc là mua một cái quỹ đất để dự trữ sau này cho doanh nghiệp của mình để sản xuất, thì đây là một sự lựa chọn anh chị ha. Thì mọi thông tin về cái 7 mẫu 2 này, anh chị cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.